Xin chân thành cảm ơn các bạn đã quay trở lại với Taka Channel. Anh em biết đấy, nhắc tới Sahara có thể bạn sẽ nghĩ ngay đến một đại dương mênh mông toàn là cát. Thế nhưng ẩn sâu làn cát nóng đó chứa đựng những bí mật đầy thú vị mà ít ai biết. Sahara rộng 9,2 triệu km vuông là hoang mạc cằn cỗi nhất thế giới, bao phủ đến tận 10 quốc gia Bắc Phi. Nhiệt độ ở Sahara thì có thể lên tới 50 độ C, còn nhiệt độ của bề mặt cát nóng thì còn kinh khiếp hơn nữa khi chạm mức 80 độ C và dễ dàng giết chết bất cứ kẻ du hành nào thiếu kinh nghiệm. Tuy nhiên là phía sau sự khắc nghiệt đó ẩn chứa rất nhiều bí mật chưa hề được bật mí. Chúng ta thì hãy cùng đi ngược dòng lịch sử trở về thời kỳ tiền sử để khám phá những vùng đất kỳ lạ này nhé. Nào, cùng Taka Channel đến ngay và luôn với Sa mạc Sahara, 8 bí mật ẩn giấu. Ở vị trí thứ 8 thì đó chính là loài cá sấu to và dữ tợn nhất thế giới. Cá sấu sông Niên là loài kích thước to nhất và hung hãn nhất từng được ghi nhận. Loài động vật này thực sự là một hóa thạch sống tồn tại ở thời kỳ khủng long cách đây 65 triệu năm về trước. Ở Ai Cập cổ đại, cá sấu sông Niên được tôn thờ và ướp xác những pharaoh. Người Ai Cập đồng nhất hình tượng cá sấu với vị thần Sobek, người mang lại vụ mùa bội thu cho con dân Ai Cập. Cá sấu sông Niên là một loài động vật săn mồi hung tợn và chúng thường xuyên ăn thịt người bất cứ khi nào có cơ hội. Ở lưu vực sông Niên, hàng năm có tới hơn 200 người chết và bị ăn thịt bởi cá sấu. Người Ai Cập cổ có thói quen lấy xác ướp cá sấu để làm bùa chống lại quỷ dữ. Họ vừa sợ, vừa ghét, lại vừa tôn sùng loài vật này. Bảy, Sahara không phải là hoang mạc lớn nhất thế giới. Nói đến rừng nhiệt đới, đảm bảo bạn sẽ nghĩ ngay tới cây cối um tùm. Vậy khi nhắc tới sa mạc, điều gì nảy ra trong đầu bạn đầu tiên? Dám cá rằng câu trả lời sẽ bao gồm mặt trời và các bụi khô nóng do chẳng có tí mưa nào cả, thêm chút xương rồng hay bọ cạp, lạc đà nữa. Có một sự hiểu nhầm không hề nhẹ về khái niệm và ngôn ngữ khiến người ta vẫn nghĩ rằng Sahara là sa mạc lớn nhất. Thực ra, Sahara là sa mạc nóng lớn nhất thế giới. Còn về diện tích, nó vẫn thua sa mạc lạnh lớn nhất thế giới là châu Nam Cực, có diện tích đến 14 triệu km vuông. Một vùng đất thì được coi là sa mạc khi nó nhận được ít hơn 250mm lượng mưa hàng năm. Và Nam Cực thì hoàn toàn thỏa mãn tiêu chí này với con số ghi nhận được chỉ là gần 51mm. Thế nên khi có ai hỏi bạn, sa mạc nào là lớn nhất? Đừng nhầm lẫn nữa nhé! Sáu, Sahara từng chìm sâu dưới đáy đại dương. 40 triệu năm về trước, vùng đất mà ngày nay là Sahara và cả châu Phi đã từng chìm dưới đáy đại dương. Lúc đó đại dương trải dài nửa vòng trái đất đến tận châu Á. Những nhà khảo cổ học đã thực sự sốc khi tìm ra hóa thạch 36 triệu năm tuổi của một con cá voi ở giữa sa mạc Sahara vào năm 1902 trên lãnh thổ Ai Cập. Bất ngờ hơn nữa, khi nỗ lực tìm kiếm thêm hóa thạch ở khu vực này, người ta tiếp tục phát hiện ra nhiều xương cá voi hơn trong một vùng trũng mà về sau có tên là Wadi Al-Haytham, có nghĩa là thung lũng cá voi. Các nhà khảo cổ thì đã đoán rằng sau một hoạt động kiến tạo địa chất dữ dội đã làm đáy biển ở khu vực này trồi lên và biến thành một lục địa hiện nay. Ngày nay thung lũng cá voi được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới. Địa điểm này đã trở thành một khu du lịch của Ai Cập và được bảo tồn rất là cẩn trọng vì ý nghĩa lớn lao, minh chứng cho một quá trình biến đổi của địa cầu. Một thung lũng xác cá voi ngay giữa sa mạc nghe cũng rất là kỳ quặc đúng không nào? Năm, bọ cạp sa mạc nguy hiểm nhất thế giới. Tử thần sa mạc, bọ cạp Death Stalker ở Sahara sở hữu độc thần kinh có thể giết chết người. Nếu bạn đang du hành trong sa mạc mà bị đốt bởi loài bọ cạp này, dù không chết ngay nhưng sự đau đớn, sốt cao và sốc phản vệ khi bị dị ứng độc tố sẽ hạ gục bạn nếu không có sự hỗ trợ y tế kịp lúc. Bọ cạp Death Stalker có cú chích với tốc độ cực nhanh và bạn không thể quan sát nó bằng mắt thường. Các nhà khoa học thì đã ghi hình cú chích của nó ở tốc độ 500 khung hình một giây để ghi lại quỹ đạo và động tác của cái đuôi chứa đầy nọc độc. Kết quả đó là tốc độ bất ngờ tới 1,3 m/giây. Khi nhắc đến bọ cạp nói chung, kích thước càng nhỏ thì nọc độc càng mạnh, do chúng không thể tự bảo vệ mình bằng cặp càng mà phải dựa vào nọc độc.
loài bọ cạp Destaker chỉ dài khoảng 5cm và chúng được coi là loài bọ cạp độc nhất thế giới. Chất độc của chúng sẽ khiến bạn đau đớn, co giật, tê liệt và sốt, sau đó thì dẫn đến cái chết. Bốn, con sông dài nhất thế giới lại đi qua Sahara. Nghe khá là buồn cười khi con sông dài nhất lại thuộc địa phận của sa mạc cằn cỗi nhất thế giới. Nhưng thực tế đúng là như vậy. Sông Nile dài 6.853 km đi qua 11 quốc gia, gồm Tanzania, Uganda, Rwanda, Burundi, Congo, Kenya, Ethiopia, Eritrea, Nam Sudan, Sudan và Ai Cập. Đây là một trong những dòng sông nổi tiếng nhất thế giới với lịch sử gắn liền với nền văn minh đã lụi tàn, đánh dấu những cột mốc quan trọng nhân loại, ví dụ như là nền văn minh Ai Cập cổ đại. Một trong số những câu chuyện bí ẩn nổi tiếng sông Nile là truyền thuyết kể về cái chết của thần Osiris. Tương truyền là ngài đã bị xé tan thành 14 mảnh dưới bàn tay của em trai mình trong cuộc chiến tranh giữa các vị thần lúc bấy giờ. Người vợ xót thương lặng người đi tìm lại những mảnh vụn thi thể của chồng, quấn trong lớp vải và giấu dưới lòng sông Nile. Osiris đã bất ngờ phục sinh sau 70 ngày, cũng nhờ dòng nước sông Nile chảy len lỏi khắp lớp vải, thấm ướt từng mảnh thịt vỡ. Osiris sau đó được vinh danh trở thành vị vua cai quản cõi chết bởi khả năng tái sinh và cũng là người khả năng điều khiển cả dòng sông Nile rộng lớn. Cũng chính nhờ Osiris đưa nước sông Nile dâng cao qua hai bên bờ sông chảy đến tưới ướt các vùng đất Ai Cập cổ đại vẫn đang khô cằn và dần bị sa mạc hóa. Những nơi nước sông tràn qua đều bỗng rộ hé mầm non, hiện vô số những cây lương thực. Và từ đó cho đến nay, mỗi khi nước sông Nile dâng tràn, là người Ai Cập lại vui mừng ca hát và tổ chức lễ hội sông Nile như bày tỏ sự biết ơn, lòng kính trọng với vị thần Osiris. 3. Ở vị trí thứ 3 thì đó chính là những cư dân sinh sống trên sa mạc Sahara. Dấu vết khảo cổ cho thấy con người đã có mặt ở đây từ những năm 9500 trước công nguyên. Họ được gọi là người Nubia. Ngày xưa từng có một nền văn minh cổ đại rất là thịnh vượng, được người Nubia xây dựng dọc theo dòng sông Nile, trước cả đế chế Ai Cập cổ. Tuy nhiên, vì biến động thời gian và các triều đại lần lượt trỗi dậy suy tàn, gần đây nhất sự xung đột giữa Thiên Chúa giáo và Hồi giáo đã xóa sổ nền văn minh Nubia. Hiện tại người Nubia chỉ là một bộ lạc du mục thiểu số, không được tham dự vào các hoạt động văn hóa, chính trị. Họ thường rong ruổi giữa ốc đảo trên lưng lạc đà và sống chăn thả gia súc nhỏ lẻ. Hầu hết di tích cổ đại của nền văn minh Nubia đã bị chôn vùi ở dưới lớp cát nóng và cộng đồng này không thể nào khôi phục lại như trước nữa. Hai, Sahara từ nơi cây cỏ xanh tốt. Những dấu vết khảo cổ, hóa thạch và những bức vẽ cổ xưa có niên đại 7.000 năm trước cho thấy vùng đất cằn cỗi này từng là một nơi trù phú với cư dân đông đúc. Loài người từng sống ở đây, chăn thả gia súc trên những thảo nguyên xanh mơn mởn và có đầy sức sống. Lý do mà Sahara biến đổi từ một nơi xanh tốt trở thành một vùng đất khô cằn vẫn là một câu hỏi lớn đối với các nhà khoa học. Họ đoán rằng nó có thể liên quan tới việc trục trái đất thay đổi độ nghiêng trong khoảng 22 đến 24 độ năm và sẽ tạo nên một chu kỳ thay đổi diện mạo cho Sahara sau mỗi 40.000 năm. Lần thay đổi gần đây nhất, cách đây khoảng 7.000 năm, tức là sau 33.000 năm nữa, có thể Sahara sẽ có cây cỏ tươi tốt trở lại. Và vị trí đầu tiên trong danh sách chúng ta ngày hôm nay đó chính là loài mèo cát tồn tại giữa sa mạc Sahara. Những cư dân bốn chân đáng yêu đã sinh sống ở cách đây từ 8.000 năm trước. Khi biến đổi khí hậu biến Sahara thành nơi khô cằn, con người và các loài thú khác đã di cư để tìm miền đất mới. Tuy nhiên mèo cát đã thích nghi và trú lại giữa sa mạc khắc nghiệt này. Chúng ăn chủ yếu là các loài côn trùng, bò sát nhỏ. Mèo cát cực kỳ khó bắt gặp vì chúng chỉ ra ngoài kiếm ăn vào ban đêm. Số lượng ít ỏi cũng là lý do người ít khi bắt gặp chúng. Về cấu tạo cơ thể, chúng không khác gì mèo nhà, mặc dù kích cỡ bị thu nhỏ sau nhiều năm tiến hóa để đối phó khí hậu khắc nghiệt nơi đây. Mèo cát thì có thể kêu meo meo giống như mèo nhà và đôi lúc chúng để phát ra tiếng kêu ăng ẳng giống như loài chó. Chúng sống trong hang. Môi trường sống yêu thích của mèo cát là các hang hốc. Chúng thích khám phá ngõ ngách trong hang. Ngoài ra chúng cũng có thói quen chôn thức ăn dự trữ. Bất kỳ vùng đất bí ẩn nào bạn muốn tìm hiểu, hãy cho Taiga Channel biết ở trong phần bình luận nhé. Còn video đến đây lại hết mất rồi. Nếu thấy hay, đừng quên like và share với bạn bè và subscribe Taiga Channel ngay lập tức để đón xem những clip mới nhất của mình. Chân thành cảm ơn anh em.